Xin chào mọi người. Đây là phần thứ hai. Phần thứ hai kéo cái đường 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 wifi 700 m. Hiện nay em đang ở trên đồi mọi người. Đây là cái hộp của Viettel này, hộp cáp của Viettel này. Chiều hôm qua thì em kéo được khoảng hơn 600 m một tí rồi. Đấy, còn lại hôm nay thì còn khoảng độ hơn hơn 100 m nữa thôi. Hơn 100 m. Và cái đường này là nó, cái hộp Viettel này thì nó ở trên đồi này. Đấy, mọi người nhìn này, đây này. Toàn đồi núi thôi. Toàn đồi thôi. Toàn đồi. Ở đây người ta là trồng cây na. Đấy, có hệ thống của cả Iceland, hệ thống tưới nước tự động. Mấy cái vòi này mọi người. Đó. Cái hôm qua nó kéo xa quá cho nên em không thể nào mà kéo băng đồi được, cho nên em phải cắt cái điểm ở giữa đi. Cắt cái điểm ở giữa để còn kéo xuống núi. Nếu mà mình kéo ngược lên ấy, mình kéo ngược lên thì nó vất vả lắm. Với lại nó không an toàn cho cái dây. Bởi vì mình kéo như vậy cái thì cái độ độ căng của dây ấy, nó sẽ bị giãn ra. Đây, bây giờ em sẽ phi xuống dây này. Phi xuống dây kia nữa. Là đến cái đoạn nối hôm qua. Hôm qua cái lúc mà vừa kịp chốt xong cột cuối thì trời mưa. Đây mọi người nhá. Đây là xuống dốc, xuống núi đấy. Hôm nay lại vẫn lại solo một mình thôi. Định sáng nay định qua đây kéo rồi. Tuy nhiên sáng nay là nhiều sự cố quá. Hai chú cháu làm đến mãi đến gần 12 giờ trưa. Trời nắng chang chang như này. Mãi hơn 12 giờ trưa mới xong. Thế là thành ra là cái này phải bây giờ mới làm được. Bây giờ đã là 15:38 rồi, trời còn nắng kinh lắm. Cái hộp cáp lúc nãy nó có 8 cổng, nó chỉ phục vụ cho mỗi hai nhà đây thôi. Một là cái công ty Aramid ở đây, một cái khách hàng lúc nãy. Khách hàng bây giờ em đang kéo này này. Công ty này thì em đã kéo từ hôm trước rồi. Toàn phải nhảy rồi, đứng ở trên này nhảy. Cái này mà đi ngược lên thì hết hơi. Như trong game luôn. Giống kiểu chơi game. Để mà có thể được triển khai được cái thuê bao mải 700 m như này thì đầu tiên là khách hàng phải ra cửa hàng Viettel xong rồi ký cái biên bản về kéo quá cái số mét quy định của bên Viettel ấy. Rồi sau này làm cái biên bản thì cái này đấy, khi mà khách hàng mà lắp những cái thuê bao xa như này thì mức độ ưu tiên thì nó không có. Ở thuê bao này sẽ phải, và bây giờ nó có cái công văn mới là nó sẽ không tính KPI vừa về cả triển khai vừa về sự cố. Bởi vì thật ra các lãnh đạo bên trên họ cũng biết hết rồi.
Ở tuyến dưới này thì cần thiết nhất tức là một cái thiết bị dùng để hỗ trợ như kiểu máy đo điểm đứt ấy. Còn ở đây anh em làm gì có, mua một cái nó mất bố một tháng lượng luôn. Đấy, đi ngược xuống đồi này cực dễ, dễ dàng hơn. Tí nữa là đến, mình chốt một tí nữa là ok. Ở đây là một cái công ty. Công ty này thì diện tích chiếm là 31,5 ha. Đây là 5 ngọn đồi mọi người nhá. 5 ngọn đồi. Đây họ xây dựng 3 cái trang trại. Mấy nữa họ sẽ làm trang trại đây. Thì mình sẽ ngược đồi xong chốt vòng lại. Này thì không biết đi như nào rồi. Rồi khoai. Khoai thì sẵn rồi. Chưa? Có anh Lợi không chị? Anh Lợi không ở nhà à? Anh à, anh ơi, cái chỗ nhà ông gì nhỉ, ông gì ở bên ngoài ấy nhỉ, em kéo cái đường mạng ấy, giờ cái chỗ từ cái cột của cột ở bên ngoài này này đi qua nhà nhà nhé, thì em kéo từ cái đường điện này. Thank you.
Nhưng mà cái dây này là sao mà luôn được nhỉ? Ống ống nào anh? Ống ở đoạn nào? Em thấy cái đường này nó đang đi ở trên cái bờ tường của nhà này. Nhưng mà nó tuồn đi vào đường nào anh? Cái cống đây á. Đây chỗ cái cổng này là chạy tự. À là ở trong nhà, gần trong nhà gì ạ? À. Không ý. Rồi. Vâng, chị ạ. Ở đây lại còn đòi chôn ngấm nữa. Cửa mồm. Đấy lại ra này lại muộn chôn ngấm. Thôi ngủ việc cái đéo. Ông này em sang tuần được mẹ tiền.
Vâng. Đã đến cái điểm nối hôm qua mọi người nha. Biết thế lúc nãy mình không thèm gọi cho cái giám đốc ở đây à, gọi mất hết cả hứng. Vừa định kéo băng băng qua nhà chứ không kéo đi theo cái đường này. Ông lại bảo trốn xuống đất thì vỡ mồm. Mình sẽ để một trường đoạn đây độ tầm 5 mét gì đây nếu mà có. Còn sau này ông muốn chôn thì mình cắt cái đoạn này ra mình sẽ chôn. Mấy hôm nữa mà ông làm trang trại ở đây ấy. Kiểu gì ở đoạn này chậu ẳng
hoặc là cái cao chắc chắn luôn. Lúc ý ông sẽ hàn xì ở đoạn này này. Hôm qua lại đang nói dở đến câu chuyện mà kéo thuê bao xa như này. Nhiều bác ở trên YouTube ấy cũng hỏi là nếu với cái những cái khoảng cách xa như này thì ở chỗ bác anh em kỹ thuật không triển khai. Cái này thực ra cái này theo từng khu vực mọi người ạ. Từng khu vực sẽ được triển khai ở chỗ em này đâu. Nó sẽ mỗi một cái hộp mỗi một cái hộp cáp của Viettel ấy là sẽ triển khai được từ một hộp là 8 cổng. 8 cổng vào á. 8 cổng, một hộp 8 nhà đấy. Thì sẽ được 2
Như vậy là sau gần một tiếng thì đã đến cái điểm nối cáp ở đây rồi. Cái điểm mà hôm qua em đã kéo được, đã kéo đến đây rồi. Như vậy là mình chỉ còn nối cái điểm này lại thôi. Nối cái điểm cáp này lại với nhau là ok. Xong về nhà kiểm tra tín hiệu. Nếu mà nó oẳng chó thì nó cũng gọi là cái số đen. Chỗ này là băng đường lên nên anh em phải chốt cao lên nhé để hạn chế cái sự cố băng đường, hạn chế cái xe kéo đứt. Rồi mình sẽ còn căng hơn cao nhất. Ok con dê. Đấy. Sau 2 buổi chiều thì đã kéo xong cái thuê bao 800 m. Bây giờ chỉ còn chờ bên đội kinh doanh họ sẽ đấu nối để mình triển khai thuê bao thôi. Kiểm tra lại cái tín hiệu thì tín hiệu là âm 21, quá chuẩn luôn rồi, bởi vì ở trên hộp đấy là 19. Bây giờ em sẽ đi ấy lại thôi, đi hàn xì hàn nối lại. Đây mọi người nha, đây nó có cái lớp bọc ấy này, lớp bọc giấy bạc. Đây, cái này mọi người không nên khò nó lâu nhé. Khò lâu quá thì nó trong này nó bị cháy mất đấy. Mình chỉ khò như này thôi. Xong rồi lấy cao su non bịt hai cái đầu này vào này. Ok, như vậy là ok rồi. Bây giờ quấn dây lại rồi.